Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó bạn thức dậy và nhìn thấy mình là người duy nhất sống sót trong một thảm kịch xác sống kinh hoàng? Liệu bạn sẽ làm gì để sinh tồn trong thế giới điên rồ đó? Hãy cùng xem ngay bộ phim về zombie hay nhất năm 2018 ngay sau đây. Nhân vật chính là Sam, một thanh niên thất bại trong cuộc sống. Tính cách hiền lành nhút nhát nên cậu không có nhiều bạn bè. Hôm đó Sam đến buổi tiệc tại nhà của bạn gái cũ để lấy một vài cuộn băng cassette mình để quên. Cô bạn gái mãi tất bật chơi đùa mà không để ý đến sự có mặt của Sam. Cậu ta thấy vậy đã tự mình vào phòng cô gái tìm kiếm. Tuy nhiên giữa chừng bỗng mũi của Sam chảy máu. Cậu cảm thấy hơi mệt mỏi và choáng váng nên đã ngồi xuống ghế và ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau. Bên ngoài im lặng một cách đáng sợ. Sam bước ra thì chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Đồ đạc lộn xộn khắp nơi. Máu dính đầy khắp tường. Bước đến gần cửa thì phát hiện cô bạn gái cũ. Tuy nhiên cô ta đã hóa thành xác sống từ lúc nào. Sam sợ hãi bèn lập tức khóa cửa lại. Cậu nhìn xuống phía dưới đường phố, thấy người dân xung quanh đều đã trở thành xác sống. Dường như chỉ sau một đêm, toàn bộ thành phố đều đã bị nhiễm bệnh. Một vài người sống sót cố gắng bỏ chạy, nhưng lập tức đã bị xác sống tấn công và ăn thịt. Sam nhận ra bản thân là người duy nhất còn sống trong tòa nhà này. Ban đầu cảm thấy vô cùng sốc, thế nhưng ngồi một chỗ không phải là cách. Thế là cậu ta đã đi xung quanh tòa nhà để xem xét, nhận ra nơi này có thể dùng để trú ẩn khỏi đám xác sống. Thế là Sam bắt tay vào việc dọn dẹp. Thế nhưng trong lúc đang làm, bỗng căn hộ bên dưới phát ra tiếng súng. Nó làm lủng một lỗ trên sàn. Sam nhìn xuống thì phát hiện, chủ căn hộ bên dưới đã tự kết liễu bản thân. Gần đó là xác vợ ông ta. Bà ấy có lẽ đã bị cắn và trở thành xác sống. Sam vội lấy khẩu súng trên tay người đàn ông, sau đó bước ra ngoài hành lang kiểm tra. Bên dưới tòa nhà có rất nhiều xác sống, thế nhưng bọn chúng dường như không thể dùng mũi để ngửi, nên không biết sự hiện diện của Sam. Cậu ta vội đến đóng cửa tòa nhà, sau đó bắt đầu vào bếp tìm kiếm thức ăn. Đã hơn một ngày không ăn gì khiến Sam rất đói bụng, may mắn là vẫn còn vài hộp thức ăn dự trữ. Sau khi ăn xong, Sam lục tìm nhà bếp thì tìm thấy vài con dao, cùng hơn chục hộp thức ăn sót lại. Nhiều đây là không đủ để sống sót. Thế là cậu ta quyết định lục soát khắp tòa nhà để tìm thêm nguyên liệu. Một vài căn hộ không có người, nhưng cũng có những căn hộ đầy xác sống. Sam không thể xử lý hết bọn chúng, nên đành đóng cửa và đánh dấu để phân biệt. Sau hơn một ngày tìm kiếm, cậu ta cũng thu được một lượng khá thức ăn. Còn tìm thấy một chiếc tai nghe và một chiếc trống để chơi nhạc. Bên ngoài thang máy căn hộ, Sam phát hiện một xác sống bị kẹt, tuy nhiên cậu ta quyết định không giết nó, mà giữ lại để bầu bạn. Thức ăn và nước uống tạm thời đã ổn định, tuy nhiên ở một mình trong một tòa nhà khiến cậu ta bắt đầu cảm thấy chán nản. Sam lấy trống chơi nhạc, nhưng âm thanh lại khiến bọn xác sống kéo đến. Cậu ta đành chuyển qua chơi bắn súng. Mục tiêu là những xác sống dưới đường phố. Mỗi ngày trôi qua, Sam đều dành thời gian tìm kiếm, hy vọng có ai đó sống sót, thế nhưng bên ngoài chỉ là một sự im lặng đáng sợ. Vài ngày trôi qua, những cái xác bên dưới căn hộ bắt đầu bốc mùi hôi thối. Sam không thể ném họ xuống lòng đường, nên đành dùng túi vải để trùm những cái xác, sau đó còn thực hiện nghi lễ tẩm liệm, hy vọng bọn họ được lên thiên đàng. Mặc dù có một cuộc sống an toàn không lo nghĩ, thế nhưng mỗi đêm, Sam đều nằm mơ thấy ác mộng, nhìn thấy đám xác sống xông vào được căn hộ và tấn công cậu ta. Nhiều tuần trôi qua, nước uống đã dần cạn kiệt. Sam dùng những chai lọ có sẵn, mang lên sân thượng để hứng nước mưa. Cậu ta chỉ có thể tắm rửa mỗi tuần một lần để tiết kiệm nước. Mỗi khi chán nản, Sam đều xuống ngồi nói chuyện với xác người đàn ông trong thang máy, xem ông ta như một người bạn tri kỷ của mình. Vào một hôm, trong lúc đang chơi trò bắn súng như mọi khi, chợt Sam nhìn thấy một con mèo còn sống. Do đã lâu không có ai bên cạnh bầu bạn, nên cậu ta quyết định sẽ bắt con mèo này về nhà. Sam dùng thịt đóng hộp để dụ con mèo lại gần, tuy nhiên nó tỏ vẻ cảnh giác với người lạ, sau đó liền bỏ đi. Sam không ngại nguy hiểm bèn đuổi theo. Trong lúc đang tìm kiếm dấu vết con mèo, cậu ta vô tình gây ra tiếng động, khiến những con xác sống gần đó lao đến tấn công. Sam sợ hãi bỏ chạy vào trong chiếc xe gần đó. May mắn nhờ hào quang nhân vật chính, cậu ta cuối cùng đã thoát khỏi đám xác sống và chạy vào nhà thành công. Sam tức giận vì con mèo đã khiến mình gặp nguy hiểm, nên đã cầm súng bắn chết nó. Cậu ta sau đó phát hiện tay chân mình bị thương, do lũ xác sống cào chúng. Nghĩ rằng sẽ bị lây nhiễm, Sam tuyệt vọng định tự ra tay kết liễu bản thân, tuy nhiên lại không có dũng khí. Đến tối cậu ta tỉnh dậy, phát hiện mình vẫn còn sống thì vô cùng mừng rỡ. Thì ra chỉ khi bị cắn, nạn nhân mới bị nhiễm bệnh. Nhiều tháng sau, khi gần đến mùa đông, không khí trở nên lạnh dần. Sam vẫn trông đợi có ai đó xuất hiện, thế nhưng chỉ chờ đợi trong sự vô vọng. Cậu ta nhiều lần muốn rời khỏi nơi này, tuy nhiên vẫn không có đủ dũng khí. Đường phố dần vắng bóng xác sống, chỉ còn lại những chiếc xe hơi và xác người. Sam mang bộ trống ra trước cửa sổ và liên tục gõ. Âm thanh khiến những con xác sống liền kéo đến. Thì ra chỉ có thú vui này mới khiến cậu ta bớt đi phần nào nỗi cô đơn. Tưởng rằng sẽ mãi chôn vùi thân xác tại nơi này, thế nhưng vào một đêm khi đang ngủ, bỗng Sam nghe thấy bên ngoài có tiếng động. Cậu phát hiện một cô gái đang bị thương.
Cô ta dường như đang chạy trốn khỏi đám sát sống. Sam vội vã mang cô gái vào phòng sơ cứu. Cầu trời khẩn Phật mong vết thương không quá nặng. Trời không phụ lòng người, cô gái ngày hôm sau đã khỏe trở lại. Cô ta tự xưng mình là Sarah, là một người may mắn sống sót trong đại dịch. Cô gái đã đi qua nhiều thành phố, tuy nhiên đa số đều đã bị phá hủy. Vì thế không ở nơi nào đó quá lâu mà luôn luôn di chuyển. Sarah rất ngạc nhiên khi Sam vẫn ở một chỗ từ lúc đại dịch bắt đầu. Cậu ta bảo rằng nơi này có thức ăn nước uống, lại còn rất an toàn, khuyên cô gái nên ở lại đây. Những ngày sau đó, Sam đã có thêm người bầu bạn. Cậu không còn cảm thấy cô đơn mà đã vui vẻ trở lại. Tuy nhiên vấn đề thức ăn lại xuất hiện. Thực phẩm dự trữ đã gần cạn kiệt, Sam không còn cách nào phải tìm đến những căn hộ có xác sống bên trong. Sau khi giết bọn chúng và lấy sạch những lon đồ hộp, Sam đã tìm đến chỗ của Sarah. Cô gái bảo rằng mình không muốn ở lại đây, mà sẽ tiếp tục ra ngoài kia để tìm những cộng đồng sống sót. Đó là cách duy nhất để sinh tồn ở thế giới này. Sam mặc dù cố gắng khuyên ngăn, thế nhưng Sarah vẫn không thay đổi suy nghĩ. Cô gái nhanh chóng quay về phòng thu dọn đồ đạc. Sam rất sợ sẽ lại cô đơn như trước, nên ra sức năn nỉ Sarah, thế nhưng khi bước vào phòng, cậu bỗng bàng hoàng phát hiện xác của cô gái nằm trên giường. Thì ra ngay từ ban đầu, Sam không hề cứu được Sarah. Vết thương của cô gái quá nặng nên đã qua đời ngay đêm hôm đó. Sam vì nỗi cô đơn nên đã tự tưởng tượng ra mọi thứ. Mặc dù vậy, những lời của Sarah như đã đánh thức con người bên trong cậu thanh niên. Cậu ta quyết định sẽ rời khỏi nơi này để tìm đến vùng đất mới. Sam sau đó thu dọn đồ đạc, đốt hết những cuộn băng cassette của mình. Trước khi rời đi, còn mở cửa thả cái xác bên trong thang máy ra ngoài, để nó không còn bị mắc kẹt thêm nữa. Thế nhưng vừa lúc đó, bỗng cả tòa nhà vang lên tiếng chuông báo cháy. Thì ra Sam đã quên dập tắt ngọn lửa trong phòng. Âm thanh khiến cả đàn xác sống từ bên ngoài lao vào, phá vỡ cánh cửa tòa nhà. Chúng sau đó chạy lên cầu thang. Sam hoảng hốt bèn bỏ chạy, nhưng nhanh chóng đã bị đuổi kịp. Sau một lúc giằng co, Sam cuối cùng đã trốn thoát khỏi bọn chúng. Cậu chạy vào trong chiếc thang máy, sau đó cố gắng leo lên tầng trên. Lúc này khói trong tòa nhà vô cùng dày đặc. Tuy nhiên nhờ nó, Sam có thể đi xuyên qua đám xác sống mà không bị chúng để ý. Cậu chạy lên tầng thượng, cố gắng dùng dây ném về phía bên kia tòa nhà. Lúc này đám xác sống đã gần đuổi kịp. Sam sau đó lấy hết can đảm, đu dây qua bên kia bờ tường. Cú va đập mạnh khiến cậu ta choáng váng, nhưng đã kịp thời tỉnh lại để leo lên phía trên. Cuối phim, Sam sau tất cả đã có đủ can đảm để rời khỏi nơi trú ẩn của mình. Cậu nghe thấy đằng xa có một vài tiếng động, dường như vẫn còn người sống sót trong những tòa nhà. Liệu rằng hành trình tìm sự sống của cậu thanh niên sẽ lại tiếp diễn, hay còn những chông gai phía trước đang chờ đợi, mời mọi người cùng suy đoán nhé. Nhiều khán giả cho rằng, thế giới xác sống của bộ phim thực chất chỉ là một giấc mơ của Sam. Vào đêm cậu ở nhà bạn gái, đã vô tình chảy máu mũi, khiến nó dính vào những cuộn băng cassette. Tuy nhiên khi sáng hôm sau tỉnh dậy, thì vết máu đã biến mất. Liệu đây có phần ẩn ý của đạo diễn? Hay thực chất chỉ là một lỗi nhỏ, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Bộ phim đến đây đã hết. Đây có lẽ là bộ phim về xác sống chân thực nhất. Nó không mang đến nhiều cảnh kinh dị chém giết, nhưng lại khiến khán giả cảm thấy sợ hãi vì khung cảnh ghê rợn sau đại dịch. Nhớ bấm like, đăng ký để không bỏ lỡ những bộ phim hay kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại.